Sáng nay thì tôi đã có cái buổi họp với toàn thể đội cùng ban huấn luyện và với các cầu thủ. Điều quan trọng nhất với chúng ta hiện nay là đối xử với tinh thần của đội sau trận thua Brazil. Tất nhiên là chúng ta cũng đã có những cái việc mà không thực hiện được đúng như là ý đồ của ban huấn luyện, thì điều đó cũng tất nhiên là việc tinh thần cầu thủ của chúng ta thì rất là tốt, nhưng tuy nhiên cái việc mà chuẩn bị tinh thần cho trận đấu sắp tới, trận đấu then chốt là cực kỳ quan trọng. Cho nên việc với sự động viên của tôi đối với đội đấy, là tôi nghĩ rằng đó là việc vô cùng quan trọng để cho cầu thủ cảm thấy rằng là khi bước ra sân là sẽ có một sự vững vàng, có một tinh thần chiến đấu quả cảm để đảm bảo có một trận đấu thật là tốt cho cái trận đấu quyết định để chúng ta có thể tiếp bước vào vòng trong hay không. Cái việc mà chúng ta rơi bảng D thì năm nay thì của cái vòng chung kết lần này thì thực ra là khó hơn khi chúng ta rơi bảng C của năm 2016 rất là nhiều. Ngay khi bốc thăm xong thì chúng tôi cũng xác định rằng là vì cái việc mà lịch thi đấu của chúng ta ngay đầu tiên đã gặp đội Brazil đã sự bất lợi rồi, và thứ hai là với các bảng khác thì chúng ta thấy là bao giờ có một đội gần như là cái rổ bóng của các đội khác, thì rõ ràng là cái việc mà cơ hội đứng thứ ba của đội đã là khó, và đứng thứ ba trong bốn đội có thành tích tốt nhất cũng vô cùng khó khăn. Tất nhiên thì việc khó, nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng hiểu là chúng tôi thì luôn đặt mục tiêu, đội luôn đặt mục tiêu để phấn đấu là có kỳ được trong top 4 của bốn đội thứ ba nếu như mà chúng ta có được cái thành tích tốt. Tuy nhiên thì rõ ràng đấy là mặt chủ quan, còn về mặt khách quan thì chúng ta thấy rằng là việc các đội nào thi đấu ra sân thì họ cũng đều quyết tâm là được lọt vào tiếp vòng 1/8, vòng 16 đội tiếp theo. Và đặc biệt có một cái lần này rồi, như là chúng ta đã biết rằng là các bảng khác thì đều có những đội rất là lót đường. Như chúng ta thấy như qua là đội Mỹ thua Argentina 11-0, rồi đội Ai Cập thua đội Nga 9-0. Tức là rất nhiều đội mà ở cái việc mà họ quá yếu để cho các đội khác tận dụng cơ hội để tăng số bàn thắng. Thì trong khi bảng chúng ta rõ ràng chúng ta là nếu như mà trong theo xếp hạng của FIFA trong thì chúng ta là đội yếu nhất bảng, thì chúng ta rõ ràng để chúng ta vướng đứng được vị trí thứ ba là với về mặt khách quan là cũng như mặt chủ quan là chúng ta gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì đến giờ phút này chúng ta vẫn phải xác định là việc phải chiến đấu. Đội luôn xác định là chiến đấu chúng ta sẽ đá tốt nhất tất cả những cái gì mà đội có được. Và đặc biệt là việc mà nếu như chúng ta lọt được vào vòng 16 đội thì đó là một cái mà nó rất là đáng mừng, rất là tốt. Tuy nhiên nếu như không lọt vào 16 đội thì chúng ta cũng thấy rằng điều đó cũng không phải là cái gì thất bại, điều đó cũng không phải cái gì làm nó là đội chúng ta là không tốt. Mà ở đây vấn đề chúng ta phải xác định rằng là chúng ta đã nỗ lực hết sức mình. Tuy nhiên thì kết quả nó còn bị phụ thuộc vào những kết quả của các bậc khác nữa.